đây. Cũng may là đây là đoạn bờ sông cho nên là tàu chữa cháy tới được nha cả nhà. Đây hai tàu rồi, ba tàu rồi, này đậu trên kia hai tàu, với này hai tàu nữa là bốn tàu rồi. Quận 8 nha, quận 8 nha cả nhà ơi, chứ em nghĩ là chắc đường Phạm Thế Hiển á. Quý anh em nào nè đang có cung đường đi làm về mà phường Phạm Thế Hiển thì né ra nha, cháy lớn lắm. Còn bờ sông bên đây là dòng qua Võ Văn Kiệt, dòng qua ngay cầu chữ Y dòng qua nhé. To lắm. Mình đang đứng bên cầu Võ Văn Kiệt dòng qua, đây thêm một tàu chữa cháy tới nữa rồi. Đây cái tàu chữa cháy này đang cố gắng cứu cái nhà này nè cả nhà đó. Đây lính cứu hỏa đã trèo lên được nóc nhà rồi. Hy vọng là mọi người bình an, không có gì hết. Tài sản thì chắc chắn là cháy rụi hết rồi, nữa thì cháy lớn lắm luôn. Đúng rồi, cháy cái dãy mà bờ kè các bạn, bờ kè mà cháy cái nhà mà sập sệ á. Mấy cái nhà nó toàn thấy là toàn nhà gỗ với lá không à, cho nên là chắc là khả năng là lửa bén rất là